Dạ em lời nói đầu tiên thì chân thành cảm ơn mọi người đã bỏ không ngại đường xá xa xôi từ các nơi tụ hội về đây 3 ngày trong luôn một buổi tối của hội đi chơi chúng ta. Rồi nói đầu thứ hai là cảm ơn đơn vị chủ nhà đó, tại vì là anh Hải Anh và thật sự là hôm qua Phong Lê với lại anh Hải Anh có chơi một cái em tức lắm, em muốn nói lắm nhưng mà anh ráng để dành đến ngày hôm nay. Chơi nhiều cái mới được. Thì hôm nay mấy anh em trong ban công chuyện cũng có quyết định là sẽ có làm một cái quà nhỏ nhỏ ha, tặng cho những thành viên tích cực của hội đa mình. Tuy nhiên thì lẽ ra là Phong Lê với lại anh Hải Đình, anh Diệp Tư Di sẽ là người đầu tiên. Tuy nhiên, tiên chủ phòng khách xin mời team Lâm Đồng đại diện là anh Hải Anh, anh Quang Hiển và anh Đức Tiên lên sân khấu. Con tặng quà cho team Lâm Đồng. Mời anh. Trời ơi. Xin giới thiệu ban quản trị thì tại là có một anh trẻ trai nhất, trắng trẻo nhất, cao to nhất, tuy nhiên là anh đang bận ở Quảng Ngãi rồi. Ông tham gia được. Sau một số biến cố xảy ra thì hội mình có thêm hai quản trị viên mới. Và xin mời anh Diệp Tư Di, anh Trịnh Đình Phương. Không biết nói gì, chỉ biết nói là quá vui vậy thôi. Ngắn gọn xúc tích. Thật ra thì được lên chức rất là vui, nhưng mỗi ngày mình công việc của mình đó là xóa bài và xác nhận thành viên mới. Ôm hùng cái này. Hùng gái. Đây là hai thành viên xuất ra đã có đây, hầu như là luôn có mặt. Chào đại biểu. Cảm ơn tất cả các em. Cùng tất cả đồng viên cùng nhau tổ chức buổi tiệc hôm nay, mình xin cảm ơn rất là nhiều.